Thưa các bạn, như các bạn đã biết, trong chương trình của chúng ta đã có những ca khúc bước ra từ những bộ phim và đã được các bạn rất yêu thích. Và bây giờ lại thêm một minh chứng nữa cho sự thành công của các ca khúc viết cho phim truyền hình. Đông Quân muốn nói ngay với các bạn rằng đó là bộ phim của Đề Danh của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Chúng ta đã xem và chắc là các bạn đều thích bộ phim ấy phải không thưa các bạn? Thế còn ca khúc trong đó tên gì, của ai và ai hát? Chắc chắn các bạn sẽ có thể trả lời ngay rằng đó là Lời Ru Cho Con của nhạc sĩ trẻ Xuân Phương. Ai sẽ hát cho chúng ta nghe? Vâng, chắc các bạn sẽ nói được ngay. Và chắc các bạn đang mong chờ giọng hát đấy. Xin giới thiệu ca sĩ Trần Thu Hà với Lời Ru Cho Con. Ngồi nghe biển hát xin giờ như lời ru từ thuở ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thầm đượm tình yêu thương, lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ thầm, thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã vội vã theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rời giấc mơ.
dù mắt nhắm.